tài toán học Trung Quốc, vỡ mộng khi xuất gia tìm nơi thanh tịnh. Liễu Trí Vũ, một thiên tài toán học của Trung Quốc, đã quyết định hoàn tục sau nhiều năm đi tu. Sinh ra trong gia đình có bố mẹ là giáo viên, ngay từ nhỏ, Trí Vũ đã được giáo dục nghiêm khắc và có thành tích rất nổi bật. Mới lớp 7, anh đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực toán học. Anh từng 2 lần đạt huy chương vàng trong cuộc thi Olympic toán quốc tế và được đặt cách vào thẳng Đại học Bắc Kinh. Thế nhưng, khi vào đại học, anh luôn hoang mang với hướng đi của mình nên đặt hy vọng vào triết học và tôn giáo. Anh tham gia câu lạc bộ thiền và chủ động ăn chay. Vũ luôn nói với đồng môn rằng, toán học không giúp anh thực hiện được chân lý của cuộc sống. Sau khi ra trường, thuận theo ý bố mẹ, Vũ nộp đơn xin học bổng tại Massachusetts, Mỹ. Thông thường, bất kỳ ai có được cơ hội như thế đều ra nước ngoài học thêm, nhưng Vũ lại có một quyết định chấn động, vào chùa cạo đầu đi tu. Anh đã đến chùa Long Tuyền ở chân núi xuất gia với pháp danh là Hiền Vũ. Lựa chọn đột ngột của con trai khiến cha anh sốc nặng, mẹ thì ngất lên ngất xuống. Dù sau đó bố mẹ thường xuyên đến chùa tìm, nhưng Vũ đều tránh mặt, chỉ để lại lời nhắn: không muốn trở lại chốn thế tục. Tuy nhiên, ngôi chùa không phải là cõi tịnh độ như anh tưởng. Ví như ngoài việc tụng kinh lễ Phật, các nhà sư còn nấu ăn và xây nhà. Ngoài ra mối quan hệ giữa các cá nhân trong chùa cũng phức tạp hơn trong trường. Chỉ vì một chút nhỏ cũng có thể xảy ra tranh cãi. Điều khiến anh bàng hoàng nhất là vào tháng 8 năm 2018, ông Thích Học Thành, cựu chủ tịch Hiệp hội Phật giáo, người mà anh từng coi là cố vấn tâm linh, đã bị đuổi ra khỏi chùa vì tội tấn công tình dục một nữ đệ tử. Mùa thu cùng năm, anh rời khỏi chùa Long Tuyền nhưng mãi vẫn không tìm được chỗ ở trong chùa khác. Có lần anh đến ở nhờ một cư sĩ và bị đuổi ra ngoài vì không dọn dẹp vệ sinh. Mặc dù những năm đó, anh cảm thấy mình như kẻ lang thang đầu đường xó chợ, nhưng Vũ vẫn nói, xuất gia là một con đường rất tốt, anh không hối hận về quyết định của mình. Đến năm 2020, anh quyết định hoàn tục. Sau khi cởi bỏ lớp áo tu hành, anh trở về quê nhà ở Vũ Hán và cảm thấy thư thái tự tại. Vũ chia sẻ, tôi bước vào đạo Phật vì muốn khám phá tâm mình. Sau khi đi tu, tôi mới nhận thấy tâm mình gần gũi với đại chúng hơn. Tôi thật sự muốn giúp đỡ người khác thông qua con đường tâm lý học. Sau đó, anh vào làm một công ty tư vấn với vai trò trưởng bộ phận kinh doanh. Triết lý quản lý của Vũ là đồng cam cộng khổ. Anh dẫn dắt một nhóm hơn 10 người phát triển các khóa học tâm lý. Công ty trả anh lương tháng 30.000 tệ, nhưng anh nghĩ như vậy là quá nhiều và yêu cầu giảm xuống còn 20.000 tệ, giống như những nhân viên khác. Trí Vũ nói, sau khi trừ thuế hơn 10.000 tệ, anh không mua nhà, không mua xe, cũng không muốn có con, thì cần nhiều tiền như thế để làm gì? Chỉ bằng quyên tặng cho mọi người. Thời điểm đó, thông tin Vũ hoàn tục thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng. Gần đây, việc anh kết hôn cũng trở thành tâm điểm bàn luận. Anh cho biết đã kết hôn với bà xã cũng là Phật tử. Cô rất thấu hiểu và ủng hộ anh, là người anh có thể chia sẻ mọi suy nghĩ, niềm vui, nỗi buồn. Dù trở về cuộc sống trần tục và kết hôn, nhưng Vũ vẫn tiếp tục tuân theo các nguyên tắc cơ bản của Phật giáo như không ăn thịt, không nói dối và khiêm tốn. Đối với Trí Vũ, tình yêu cũng là một kiểu tu. Hai người đều là Phật tử, hàng ngày cùng nhau tụng kinh và thiền định. Người xưa nói, núi không cần cao, có tiền sẽ lên. Sông không cần sâu, có rồng sẽ lên. Chùa không cần to, có người chân tu sẽ lên. Giáo lý của Phật giáo vốn dĩ không hướng đến sự mưu cầu mọi thứ xung quanh, mà thực chất là tự giác ngộ và giải thoát chính mình khỏi những ham mê, lầm lạc, u tối, tham lam. Và chỉ có như vậy mới có thể đem lại lợi ích tâm linh theo đúng nghĩa cho quảng đại quần chúng. Ngày nay, nhiều ngôi chùa Trung Quốc đã biến thành các địa điểm du lịch vì lợi ích kinh tế. Hòa thượng không còn chân tu, tín ngưỡng đa phần đã bị thương mại hóa bằng tiền.